Vâng, có lẽ là không chỉ tôi hay là MC Bích Phượng mà tất cả các quý khán giả của kênh VTC16 có lẽ là cũng rất yêu thích một bộ phim có tên là Ma Làng hay Đất và Người, đúng không ạ? Câu chuyện về bộ phim này đó chính là văn hóa làng xã, tư duy sản xuất nông nghiệp kiểu cũ thời bao cấp và câu chuyện điển hình về nông nghiệp nông thôn trước thời kỳ đổi mới. Ruộng đất, trâu bò, cái cày, cái cuốc đều là của hợp tác xã. Và ai đi cày, ai chăn nuôi, ai đắp bờ, ai nhổ mạ thì đều do hợp tác xã phân công. Tuy nhiên thì hợp tác xã kiểu cũ sẽ kéo theo nhiều những cái hệ lụy làm cho nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam dậm chân tại chỗ. Chính vì thế, những năm sau đổi mới, đặc biệt là bước vào thế kỷ 21, thì chính phủ đã đưa ra những chiến lược phải tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó thì việc quan trọng là thay da đổi thịt cho mô hình hợp tác xã, loại mô hình kinh tế tập thể quan trọng có vai trò quyết định cho sự phát triển của sự nghiệp tam nông. Vâng, và hợp tác xã kiểu mới thì có lẽ là phải thu hút được người nông dân trên cái tinh thần là tự nguyện, đúng không ạ? Người nông dân sẽ tự nguyện tham gia, người dân thì sẽ phải được hưởng những cái lợi ích công bằng, công khai và minh bạch từ mô hình kinh tế tập thể. Và muốn hợp tác xã tồn tại thì phải xây dựng thêm chuỗi liên kết theo ngành hàng sản xuất. Vâng ạ, và doanh nghiệp rồi hợp tác xã và nông dân thì phải tạo thành một chuỗi sản xuất gắn kết với nhau. Vậy người nông dân được hưởng những lợi ích gì từ chuỗi này? Hợp tác xã kiểu mới làm thế nào để có thể thu hút được người dân tham gia, xóa bỏ đi tâm lý định kiến về hợp tác xã kiểu cũ, mạnh ai người nấy làm? Những câu hỏi mà tôi vừa đưa ra chính là bài toán mà hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh, huyện Phú Tân, là một trong những hợp tác xã nông nghiệp ở An Giang đã giải quyết thành công mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình của vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Vâng, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đón xem ngay sau đây phóng sự ngắn để tìm hiểu về câu chuyện thú vị này. Ông Vương Văn Vinh đã hơn 60 tuổi. Cuộc đời ông gắn bó với sự thay đổi phát triển của hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ông Vinh cũng đã từng là một lão nông không còn mặn mà với hợp tác xã kiểu cũ. Nên khi thành lập hợp tác xã kiểu mới, được vận động tham gia, ông Vinh và nhiều bà con nông dân khác tỏ ra e ngại, phân vân. Cái thực trạng trước đây thì coi như là nó không có công tác tổ chức, coi như mạnh ai nấy làm. Nhiều khi là nhận phân bón, lúc đó còn cái bao cấp, phân bón thuốc, dầu bọng, đồ chạy phục vụ nông dân cũng không đầy đủ nước. Rồi là cung cấp vật tư cũng không đầy đủ. Rồi coi như là ăn xét bớt đi đủ chuyện trên đời. Bởi cho nên là nói cái là cấp vô vận động hợp xã là chẳng ai đó, bị tập đoàn trước kia nó bể. Cho nên sau này mình làm từng bước nông dân thấy được rồi bắt đầu nó mới nhảy ra cho mình. Ông Thân là một thành viên trong hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh. Từ khi vào hợp tác xã, 2 hecta lúa của ông đã được hợp tác xã hỗ trợ giống lúa, kỹ thuật bơm tưới. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, ông Thân bán lúa cho hợp tác xã với giá cao hơn gấp nhiều lần so với bán cho thương lái. Khó khăn là coi như nước không có đầy đủ. Với hai nữa là cỏ chát quá nhiều. Rồi mặn không có năng sức. Bây giờ vô hợp tác xã này năng sức cũng thấy khá ổn định, ai cũng mừng. Lúa mình làm thì nó ngay được mùa có giá. Nó tăng tỷ lệ lên cũng đỡ. Năm 2005, hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 hợp tác xã Đức Lộc, Phú Cường và Trường Thạnh. Với 154 thành viên, chỉ thực hiện 2 dịch vụ bơm tưới và sấy nông sản. Sau đó, hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh được nhà nước hỗ trợ nguồn vốn, chính sách ưu đãi, cụ thể là đầu tư cơ giới hóa đồng ruộng. Ban quản trị của hợp tác xã năng động liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho nông sản được bền vững. Tin tưởng tại vì cái người nông dân là muốn phát triển đi xa hơn nữa, là muốn cái mở rộng, là hình chung là muốn là mở cái nằm mẫu lớn, mua chung bán chung, cái thành viên họ là mong muốn như vậy. Đã chi là cái đầu vào họ mình muốn là mua tận gốc bán tận ngọn, cái giá nó sẽ là cái thành nó sẽ cao hơn. Từ một hợp tác xã chỉ có hơn 100 thành viên tham gia, nay đã thu hút được gần 387 thành viên với diện tích sản xuất vùng nguyên liệu lên tới hơn 2.000 hecta đất trồng lúa. Đặc biệt sắp tới đây, hợp tác xã còn xây dựng một chuỗi sản xuất chế biến theo dây chuyền để nâng cao chất lượng hạt gạo nếp, đặc sản của vùng đất Phú Tân. Kỳ vọng và cái hướng của hợp xã thì rất là ok vấn đề này, bị gì đang chuẩn bị là lò sấy nè, rồi máy xay xác nè, rồi chế biến thành phẩm nè, rồi vừa bán cho thành viên nè, vừa là hợp đồng với các cái siêu thị nè, rồi là các cửa hàng nào cần thì mình cung cấp đầy đủ, coi như là cái mô hình hiện nay thì tương đối là khoảng 80% ổn định rồi đó. Là chuẩn bị vô là vụ này bắt đầu là thực hiện rồi.
liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm đã đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Các thành viên của hợp tác xã kỳ vọng dây chuyền chế biến, đóng gói sản phẩm gạo sẽ đưa thành công vào các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trong thời gian tới đây. Vâng, sau khi mà xem xong phóng sự thì chúng ta đều cảm nhận được cái tinh thần phấn khởi của người dân khi mà tình nguyện tham gia vào hợp tác xã. Họ cùng nhau xây dựng thương hiệu lúa nếp Phú Tân An Giang, một vùng nguyên liệu lên tới gần 2.000 hectare đất với gần 400 thành viên là các hộ nông dân tình nguyện tham gia vào hợp tác xã. 400 thành viên này thì đã chuyên sản xuất lúa nếp giống, lúa nếp thương phẩm cho các doanh nghiệp đã ký kết với hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Phú Thạnh. Vâng, tuy nhiên thì để có được cái chuỗi giá trị liên kết ngành hàng như vậy thì hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh cũng đã mạnh dạn là chuyển đổi, xóa bỏ tư duy sản xuất kiểu cũ. Năm 2018 thì đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi đó thì hợp tác xã Phú Thạnh cũng đã có nhiều những lợi thế dựa vào nguồn hỗ trợ từ đề án này để có thể phát triển và trở thành một hợp tác xã kiểu mẫu cho nhiều địa phương học tập. Vâng, điển hình mà hợp tác xã này làm được đó là xây dựng thành công một cái chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với ông Trần Văn Lô Ba, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thạnh để tìm hiểu về cách mà hợp tác xã này vận dụng các chính sách rồi đề án của nhà nước vào thực tiễn. Mời quý vị cùng đón xem. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Khi mà ông chuyển đổi cái việc mà từ cái hợp tác xã cũ, tư duy kiểu cũ khi chuyển sang hợp tác xã kiểu mới thì ông thấy rằng là cái bộ máy vận hành của mình ấy, cũng như những cái người nông dân tham gia vào hợp tác xã, họ có sự thay đổi tư duy như thế nào? Mình có thể nói một câu là có cái sức sống ở trong cái hợp tác xã. Nói chung thì thông qua các cái dịch vụ mình cung cấp thì cái thành viên quan tâm hơn đối với hợp tác xã so với trước đây. Trước đây thì mình chỉ cung cấp đơn thuần cái dịch vụ bơm tưới thôi, bơm tưới tiêu. Cho nên đó là nông dân, cái thành viên tham gia thì họ không quan tâm lắm về cái vấn đề hoạt động của hợp tác xã. Tuy nhiên từ khi mà mình cung cấp dịch vụ đầu vào rồi mình bao tiêu đầu ra thì từ ở chỗ đó là người xã viên, thành viên á, cũng như là người nông dân ở chưa phải là thành viên, họ rất là quan tâm mà họ cũng rất là tin tưởng hợp tác xã. Bởi vì trước đây thì hợp tác xã cũng chỉ ký với doanh nghiệp mà nhỏ nhỏ thôi, tiêu thụ á. Nhưng mà gần đây thì tập đoàn Lộc Trời nó cũng bắt đầu đặt nền móng ở đây rồi. Mà trước mắt là vụ này thì tôi cũng sản xuất cho nó 23 hecta thôi. Nhưng mà bắt đầu vụ đông xuân tới là sẽ 1.000 hecta, nó tăng lên 1.000 hecta. Cái việc trong hai đề án 461 và 445 đều có một khuyến khích được in đậm, đó chính là việc liên kết chuỗi sản xuất giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Vậy thì hợp tác xã có một được coi là một mắt xích quan trọng như thế nào để mà liên kết hữu cơ bền vững giữa doanh nghiệp với cả những người nông dân? Khi mà 10 ngày nữa thu hoạch, kho kiểm tra không có dư lượng thuốc trừ sâu thì nó sẽ mua cao hơn giá thị trường là từ 200 đến 300 đồng trên một ký. Thì cái này nông dân thì cũng rất là phấn khởi. Nhưng mà khoảng gần cuối tháng này tôi mới họp dân để rồi mình ngồi chính giữa để cho nông dân với tập đoàn Lộc Trời người ta thương lượng với nhau để có những cái gì khó khăn vướng mắc gì đó thì làm sao mà phải bàn cho nó cụ thể, để rồi bàn càng cụ thể thì khi mà vô thực hiện nó càng dễ. Thì cái này là tôi thấy là sắp tới là thực hiện theo cái chuỗi giá trị mà theo cái nghị định 98 của chính phủ đó. Thì cái này tập đoàn Lộc Trời ông cũng đang chuẩn bị để ông làm. Mà tôi nghĩ là gắn với tập đoàn Lộc Trời thì cái gì, vấn đề mà phát triển cái chuỗi giá trị nó sẽ bền vững hơn. Lý do là ảnh sẽ, nếu mà mình thiếu vốn là tập đoàn Lộc Trời có thể mà hỗ trợ vốn cho mình để đầu tư thêm máy cài, máy gặt đập liên hợp, hay nói chung là cơ giới hóa hết trơn cho tất cả các bà con nông dân mình ở đây đó. Thì kể cả là vốn lưu động của họ cũng đầu tư, rồi kể cả con người nữa. Khi mà chúng tôi cũng được nghe những cái chia sẻ của lãnh đạo tỉnh An Giang, họ muốn thay đổi hợp tác xã, đó là sẽ tạo thành một chuỗi ngành hàng, hay là theo cái cách mà mình hoạt động bây giờ là kiểu như hợp tác xã cung cấp gì thì doanh nghiệp lấy cái đó.
Không, tôi cũng muốn làm theo cái ý tưởng mới của lãnh đạo tỉnh đó. Là hiện tại bây giờ thì tôi cũng được gửi ban tỉnh đó, phê duyệt hỗ trợ cho theo quyết định 2261 đó, là xây dựng cái văn phòng làm việc nè, kể cả nhà kho. Thì cái nhà kho này tôi đầu tư thêm, tôi xây dựng cái lò sấy rồi. Thì sắp tới liên kết với Lộc Trời để mà thành lập cái công ty đó đó. Rồi bắt đầu mình mới lắp đặt cái dây chuyền xây xác, đóng gói, lao bóng đóng gói luôn. Thì ở tại kho này luôn. Thì như vậy là lúa của bà con nông dân cũng như thành viên mình đó, thu mua đem về đây sấy, sấy đưa lên đây xay, xay xác rồi vô bao đóng gói rồi đưa ra thị trường cùng với tập đoàn Lộc Trời để mình đưa ra thị trường trong và ngoài nước luôn. Thì cái đó là cái chuỗi mà tôi nghĩ là phải làm theo cái hướng đó, chứ không nên làm nhỏ nhỏ như một lần nữa. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, trong câu chuyện mà ông Lô Ba, lãnh đạo của Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thạnh vừa mới chia sẻ, thì mong muốn lớn nhất của họ chính là sự lớn mạnh của một hợp tác xã. Một hợp tác xã không chỉ là cung cấp các dịch vụ nông nghiệp như là bơm tưới nước hay là thu hoạch lúa cho bà con, mà hợp tác xã thì còn phải là một nhà máy chế biến cho tới khâu tiêu thụ để có thể nâng cao được giá trị lợi nhuận cho nông sản và xây dựng được mô hình cửa hàng thực phẩm sạch để có thể cung cấp cho chính người dân trong tỉnh An Giang. Vâng, cũng xin được chia sẻ thêm là ông Lô Ba và những người dân ở đây thì còn có một mong muốn cho vấn đề này nữa, đó là vấn đề trở thành một chính sách, một chương trình trọng điểm trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh An Giang, đó là mô hình hợp tác xã lý tưởng. Doanh nghiệp muốn có được sản phẩm chất lượng cao đúng như kỳ vọng thì họ buộc phải tham gia góp vốn vào hợp tác xã để chịu trách nhiệm cùng nông dân sản xuất. Nguồn vốn mà doanh nghiệp đóng góp trong hợp tác xã là ràng buộc để doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện 3 nhiệm vụ, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng chịu thất bại với những người nông dân nếu mùa màng bị thất thu do thiên tai hay là dịch họa. Vâng, có thể nói rằng là cái việc xây dựng chuỗi liên kết giá trị ngành hàng mà có cái sự ràng buộc của doanh nghiệp trong mô hình kinh tế tập thể sẽ là một cách để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp nhiều hơn nữa trong mô hình sản xuất tập thể. Họ cũng sẽ cùng nhau đưa ra nông sản Việt có thương hiệu và đạt được tiêu chuẩn ra thị trường thế giới. Chính vì thế mà trong vụ lúa năm 2020, nông dân của Hợp tác xã Phú Thạnh cũng đã thử nghiệm trồng 2 hectare lúa sạch để thí điểm. Mô hình này thành công sẽ nhân rộng diện tích thay vì sản xuất lúa thông thường như hiện nay. Và chúng ta hãy cùng đón xem phóng sự ngắn ngay sau đây để xem cách mà người nông dân chuyển đổi tư duy sản xuất lúa sạch. Ông Thân, ông Vinh, cả cuộc đời gắn bó với nghề trồng lúa. Khi hợp tác xã muốn những người nông dân này phải thay đổi phương thức sản xuất, hạn chế hóa chất để nâng cao chất lượng an toàn cho hạt gạo, họ cũng đã nhận ra lợi ích cho sức khỏe của mình. Nói chung một lần là vô tội vạ, coi như là thuốc cấm cũng vẫn xịt, các thứ 2,4 đồ vẫn xịt, bây giờ là hạn chế đó lắm. Cũng ham lắm, cũng muốn lắm, muốn làm lúa sạch lắm. Làm thuốc sâu nó ngay nhiều thì nó không có lợi ích cho con người của mình. Năm 2020, Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thạnh đã ký hợp đồng với doanh nghiệp để trồng lúa sạch, thí điểm với diện tích là 2 hecta. Nói chung là làm đúng không? So với cái những cái vùng phát á, là cái đầu vô dơ so đầu ra thì được cái hợp đồng bao tiêu, là giờ cái giá thành nó đã có ổn định. Thứ hai nữa là muốn gắn kết là được cái người dân là muốn cái giờ cái sản phẩm á, là chất lượng đưa ra cái thị trường nhiều hơn. Tuy nhiên với thói quen canh tác lúa thông thường vẫn sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu của bà con nông dân, không thể thay đổi ngay trong một sớm một chiều, mà hợp tác xã phải làm từng bước thành công với mô hình lúa sạch thì bà con mới tự nguyện chuyển đổi. Cái ước mơ nông dân thì cũng phải chắc kéo dài đó, nó không có vô đồng loạt như mình đâu. Bây giờ mình làm thí điểm trước rồi bắt đầu mới quy dùng từ từ, nó mới nhảy theo mình. Cái một dễ gì nông dân chịu, bị ổng làm quen cái nết ổng rồi, tự tung rồi, ổng muốn sao muốn. Còn giờ vô đây mình phải có khung khổ, phải làm cái gì phải đúng. Bây giờ đặt vụ bao nhiêu cử phân, bao nhiêu cử thuốc đó, rồi cái sử dụng thuốc gì đó, rồi phân phải hữu cơ, cho nên nó cũng bẻ chỉ lắm, cũng khó lắm, nhưng phải đưa từ bước. Ước mơ biến một vùng đất với 2.000 hecta trở thành vùng lúa hữu cơ đối với người dân nơi đây sẽ là một hành trình gian nan và mất nhiều thời gian để chuyển đổi. Tuy nhiên, thành công đầu tiên của Hợp tác xã Phú Thạnh vận động bà con thay đổi nhận thức, đoàn kết cùng nhau xây dựng một vùng nguyên liệu lúa sạch
phục vụ cho nhu cầu bức thiết của người tiêu dùng hiện nay. Hợp tác xã là mái nhà chung của những người nông dân sản xuất. Mái nhà chung này cần có cả vai trò của doanh nghiệp để có thể đưa sản phẩm nông sản của nông dân ra thị trường với một cái mức giá cao và ổn định. Người nông dân nghiêm túc thực hiện theo quy chuẩn, điều kiện mà doanh nghiệp đưa ra để sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Và người nông dân ở huyện Phú Tân của tỉnh An Giang có lẽ là cũng đang thay đổi tư duy sản xuất, đúng không ạ? Thay đổi cách sản xuất, phải có thuốc trừ sâu, phải có phân bón hóa học đã ăn sâu và bám rễ vào tiềm thức của họ đã nhiều năm nay thì cũng không phải là một chuyện một sớm một chiều. Nhưng mà với ban quản trị hợp tác xã Phú Thạnh thì họ tin rằng là họ sẽ thành công khi mà mô hình thí điểm ruộng lúa sạch đã thành công. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Lanh là phó giám đốc hợp tác xã Phú Thạnh, chia sẻ về những cái ước mơ cánh đồng lúa hữu cơ trên chính quê hương của ông qua cuộc trò chuyện ngắn ngay sau đây. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên tôi xin được hỏi ông đó là hiện nay thì nông nghiệp công nghệ cao cũng như là nông nghiệp trồng theo tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn như lúa sạch hay là tiêu chuẩn Việt Gáp hay là phương thức hữu cơ thì hiện tại ở trên cánh đồng của mình thì bà con nông dân nơi đây đã áp dụng cái phương pháp nào? Nói chung thì tất cả ba biện pháp đó thì bà con nông dân đây trước mắt là làm lúa sạch, chứ lúa sạch trước. Cái thứ hai là cái chương trình có thực hiện cái chương trình OCOP của mỗi một địa phương là một cái sản phẩm. Thì coi như là thí dụ mình cái trồng cái sản phẩm dưa lưới đi là trồng theo cái hướng mà công nghệ cao. Còn cái thứ ba nữa là nông dân mình bây giờ đang học và đang chuyển dần được nhà nước, được cái cơ quan sở ngành sở tại tập huấn để từ từ để làm từ mà lúa thường rồi tới lúa sạch. Và chuyển qua lúa hữu cơ. Lúa sạch thì hiện nay mình làm theo phương pháp nào ạ? Tức là mình hạn chế cái gì? Lúa sạch thì bây giờ nông dân mình làm là thứ nhất là hạn chế là thuốc trừ sâu. Thứ hai là cái vấn đề ô nhiễm môi trường. Thí dụ như bây giờ mình xịt nông dân mình xịt thuốc, hồi xưa họ sẽ bỏ xuống tất cả những kênh mương. Nhưng bây giờ thì cái ý thức của nông dân bây giờ đó, sau khi họ xịt thuốc rồi, những cái vỏ bao bì của cái bảo vệ thực vật đó, họ sẽ có ở mỗi một cái đầu đường như vậy đó là tụi tôi có trang bị một cái thùng rác để mà nông dân mình đó, người ta sẽ xịt xong rồi quăng, người ta đem cái dư lượng cái vỏ thuốc trừ sâu về người bỏ vô đó. Thì mà thời gian đó thì người ta đem đi thiêu hủy hoặc đốt. Với cái tiền đề như thế thì liệu ở đây làm hữu cơ có dễ dàng hay không? Bởi vì thực ra là này, ở đây mình có gần 2.000 hecta lúa cơ, gọi là cánh cò bay mọi cánh đấy. Thế thì làm thế nào đó để mình có thể biến được cả một cái vùng đất đó trở thành một vùng trồng lúa hữu cơ? Thì nói chung cái tầm nhìn của hợp tác xã, thì cái tầm nhìn của hợp tác xã thì từ năm 2021 tới 2025 thì sẽ coi như là tập huấn cho nông dân làm theo lúa sạch, làm theo hướng lúa sạch. Còn tầm nhìn của hợp tác xã Phú Thạnh từ năm 2025 đến 2030 là chuyển đổi qua lúa hữu cơ. Dạ, để được cái kỳ vọng như thế thì hiện tại bây giờ hợp tác xã của mình phải có những cái kế hoạch, có những cái sự chuyển động hiệu quả để làm sao đó để đạt được cái mục đích đó. Thì nói chung thì hợp tác xã Phú Thạnh là có 20 hecta là đang chuẩn bị là mình đang canh tác. Thì bây giờ trước mắt muốn nông dân làm theo hướng lúa sạch hoặc là lúa hữu cơ thì hợp tác xã phải làm điển hình mỗi năm mình nhân rộng lên, nên mỗi năm nhân rộng lên. Nói nông dân mình thì nói chung là nếu làm có hiệu quả thì nông dân mình họ sẽ đến với mình. Thế khi mà làm lúa hữu cơ ấy, ngoài những cái việc mà mình thay đổi, mình không sử dụng phân bón hóa học nữa mà mình chuyển sang phân vô cơ, rồi là mình từ thuốc trừ sâu hóa học mình chuyển sang thuốc trừ sâu sinh học. Vậy thì cái việc đó thì mình đã làm được rồi, nhưng mà còn cái quan trọng nữa đó là áp dụng công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào trong đồng ruộng thì chú kỳ vọng như thế nào đó để làm sao đó là mình có thể đưa được những cái thiết bị máy móc đó vào đồng ruộng. Còn nếu mà nói mà thực hiện mà là đưa cái khoa học vào đồng ruộng thì bây giờ nếu muốn hạn chế thì thuốc bảo vệ thực vật thì bây giờ mình có cái chương trình là phun xịt bằng máy bay thì nó sẽ giảm thuốc trừ sâu. Thứ nhất là giảm thuốc trừ sâu, còn cái thứ hai nữa đó là bảo vệ cái sức khỏe của cái người nông dân mình. Giống như xưa giờ thì họ mang những cái bình thuốc họ đi xịt thì một là nó ô nhiễm môi trường, hai là nó ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều luôn. Nhưng bây giờ nhà nước mình làm theo hướng công nghệ cao 4.0 thì phải sử dụng máy bay phun xịt. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, ước mơ sản xuất lúa hữu cơ không chỉ là đem lại giá trị lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần cho người nông dân, mà những người nông dân nơi đây được thụ hưởng những sản phẩm sạch nhất, an toàn nhất từ chính bàn tay của mình sản xuất. Vâng, ngoài ra thì những người nông dân nơi đây còn được hưởng chọn một cái môi trường không thuốc trừ sâu, không thuốc hóa học, đúng không ạ? Một môi trường rất trong lành, không còn nhìn thấy những cái cảnh ô nhiễm môi trường bởi vì thuốc sâu, vì phân bón nữa. Và những cái mảnh đất hoang hóa vì hóa chất cũng sẽ trở nên màu mỡ phù sa, và sông Cửu Long đã đem lại cho mảnh đất này ngay từ hàng ngàn năm nay. Và người nông dân cũng sẽ bớt đi cái phần lam lũ vất vả vì đã có những cơ giới hóa nông nghiệp, có những ứng dụng công nghệ cao 4.0 và sản xuất lúa sạch. Hợp tác xã Lý Tưởng xây dựng một vùng sản xuất lúa theo chuỗi giá trị ngành hàng chính là một phần quan trọng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Người nông dân được sống ở một vùng quê hạnh phúc, đời sống vật chất nâng cao, tinh thần hăng say lao động, gắn bó trên mảnh ruộng của nhà mình. Đó chính là mô hình lý tưởng của những người nông dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.